Lịch Nghề Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Tử vi thứ 7 ngày 27 tháng 10 năm 2018 của 12 con giáp. Hôm nay, thực thần mang tới điều kiện thuận lợi cho người tuổi Dần. Bạn sẽ nhận được tin tức tốt lành bạn đang chờ đợi bấy lâu và điều này có liên quan tới cả người thân của bạn. Còn các con giáp khác sẽ đón ngày mới ra sao? Cùng theo dõi Lịch Nghề Tốt nhé. Tử vi tuổi Tý. Người tuổi Tý không nên cố gắng vô ích, nhất là đừng cố gắng tác động vào những sự việc không thể thay đổi trong ngày kiếp tài gây hại. Hãy lùi lại một bước trước khi bị người khác đổ lỗi. Hơn nữa, bằng việc chấp nhận và linh hoạt với những thay đổi sẽ giúp cho cuộc sống của mình lẫn những người xung quanh dễ chịu hơn, tránh không nên tham gia quá nhiều vào chuyện của người khác. Có sự che chở của tam hợp nên ngày hôm nay là ngày tràn đầy tình yêu và sự lãng mạn. Bạn và người ấy sẽ dành cho nhau thời gian và cùng giải quyết những khó khăn của cả hai. Việc này sẽ giúp tình cảm của hai bạn phát triển và bền chặt hơn. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim, chớ xem mình là nhất. Tử vi tuổi Bính Tý, Thủy, hãy mềm mỏng khi bạn biết nhiều hơn. Tử vi tuổi Mậu Tý, Hỏa, nhớ trân trọng tình cảm của đối phương. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ, cứ thử cho người khác thắng một lần. Tử vi tuổi Nhâm Tý, Mộc, nên biết hạ mình khi cần. Con số may mắn 4, 7, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường đen, vàng, quý nhân phù trợ, người tuổi Dậu, Thân. Tử vi tuổi Sửu. Người tuổi Sửu làm việc khá cẩn thận, chỉn chu, lại thêm sự tương trợ của chính quan, nên hôm nay dường như bạn không phải lo lắng gì cả khi mà mọi việc diễn ra đều đều theo kế hoạch, trong khi người khác đang rối tinh lên vì lo lắng. Tuy nhiên, bạn thử xem xét lại xem có phải đôi khi sự cứng nhắc, thiếu linh hoạt hay không có thể xử lý thái độ dẫn dẫn đến những hành động cực đoan. Nhiều việc bạn nên xử trí theo tình huống cụ thể, không nên áp dụng một điều gì đó cho tất cả những sự việc. Sửu Thìn tương phá, điềm báo bản thân đang có những thay đổi, người nhà sửa chữa, chuyển nhà, thay đổi công việc, vị trí. Nếu là việc không như ý, cũng nhớ cố gắng giữ bình tĩnh, mới mong sáng suốt và nhanh nhạy trong việc xử trí. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim, nên biết giữ bí mật của riêng mình. Tử vi tuổi Đinh Sửu, Thủy, hãy tôn trọng người khác trước khi mình muốn vậy. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hỏa, hãy bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ, chớ nên nói dối. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc, hãy kiên nhẫn một chút, bạn sẽ nhận được kết quả tốt. Con số may mắn 5, 9, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường trắng, nâu, quý nhân phù trợ, người tuổi Mùi, Mão. Tử vi tuổi Dần. Thực thần mang tới nhiều điều kiện may mắn cho tuổi Dần. Bạn nhận được tin tức tốt lành bạn đang chờ đợi bấy lâu. Điều này có liên quan đến cả người thân của bạn. Đây cũng là thời điểm mà bạn đã có thể bắt đầu thực hiện hóa kế hoạch của mình bằng cách bắt đầu đầu tư, cũng như tất cả phải được suy xét kỹ càng và cẩn thận. Nếu cơ hội, nhớ chớp lấy thời cơ, không có thời điểm nào là hoàn hảo cả, bạn phải tiếp tục nỗ lực mà thôi. Tam hội mang tới nhân duyên tốt lành, bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ và làm quen với nhiều người mới. Ngày này sẽ đem đến nhiều lợi ích cũng như cơ hội phát triển về công việc cho bạn trong tương lai. Tử vi tuổi Giáp Dần, Thủy, cơ hội do chính mình tạo ra. Tử vi tuổi Bính Dần, Hỏa, chớ vội tin lời ai đó. Tử vi tuổi Mậu Dần, Thổ, nhớ cảm ơn người đã giúp bạn. Tử vi tuổi Canh Dần, Mộc, chỉ nên chia sẻ đúng người đúng việc. Tử vi tuổi Nhâm Dần, Kim, hãy quyết liệt hơn trong việc theo đuổi mục tiêu. Con số may mắn 2, 5, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường vàng, nâu, quý nhân phù trợ, người tuổi Thân, Tuất. Tử vi tuổi Mão, hãy giữ tâm trạng thoải mái và cởi mở ngay từ khi khởi đầu ngày mới, vì hôm nay chắc chắn không dễ dàng với người tuổi Mão. Ảnh hưởng của thương quan nên dù không trực tiếp gây ra rắc rối nhưng bạn sẽ bị ảnh hưởng bởi sức nóng từ những cuộc tranh cãi. Việc tranh luận mà không nắm chắc thông tin hoặc chưa chuẩn bị kế hoạch rõ ràng thì sẽ không thể đem lại thắng lợi. Vì thế trước khi muốn nói ra điều gì, bạn hãy bình tĩnh để nghe đối phương nói hết đã, phân tích thông tin thật cặn kẽ.
Nhân khi có tam hội, bạn nên sửa chữa những mâu thuẫn đang có. Thay vì ra ngoài và gặp gỡ bạn bè của mình, bạn có xu hướng dành nhiều thời gian với các thành viên trong gia đình của mình hơn. Cần chú ý nhiều hơn đến sức khỏe của bản thân, đặc biệt là chế độ ăn uống ở hiện tại. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy, nhiều khi cố gắng không đúng thì chỉ vô ích. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Hỏa, đừng u sầu quá lâu. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ, bạn đang có chỗ dựa tinh thần tuyệt vời. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, ghen tị làm gì với hạnh phúc của người khác. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim, hãy đón nhận bất cứ điều gì đang tới. Con số may mắn 1, 9, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường vàng, trắng. Quý nhân phù trợ người tuổi Mão, Hợi. Tử vi tuổi Thìn, tai họa hung hiểm đều có thể xảy tới với tuổi Thìn trong ngày có thiên quan gây hại. Kiên nhẫn chính là từ khóa dành cho bạn trong ngày hôm nay. Hãy cố gắng hoàn thành mọi trách nhiệm được giao và đừng để người khác phiền lòng vì sự vô trách nhiệm của mình. Có thể bạn không có ý đó, nhưng sự thiếu chỉn chu cộng thêm hoàn cảnh tác động nên kết quả không được như ý mà thôi. Ảnh hưởng của Thìn Thìn tự hình nên bạn cứng đầu hơn, không chấp nhận những thay đổi, những hoàn cảnh, đó chính là lý do làm hao tổn tâm trí. Lúc này nên nghỉ ngơi hơn là suy nghĩ quá nhiều. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hỏa, học cách buông bỏ khi cần. Tử vi tuổi Bính Thìn, Thổ, nên giữ bình tĩnh trong những tình huống khó khăn. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, đừng nhiệt tình thái quá. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, nếu có hiềm khích thì nên bỏ qua. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, hãy yêu thương ai đó một cách trọn vẹn. Con số may mắn 2, 7, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường trắng bạc. Quý nhân phù trợ người tuổi Sửu, Mùi. Tử vi tuổi Tỵ, tình hình tài chính không còn đáng ngại nhất khi người tuổi Tỵ có tiền tài nâng đỡ. Thậm chí bạn còn có thể nhận được một khoản tiền nhỏ bất ngờ. Rất nhiều người thoát khỏi được tình trạng nợ nần hiện tại, cảm thấy an vui hơn. Đây cũng là khoảng thời gian lý tưởng nếu bạn muốn bắt đầu một điều gì đó mới mẻ và thú vị. Tất nhiên không phải ai cũng đồng ý với bạn, nhưng đừng ý kiến với người khác khi ngăn cản bản thân làm những điều mình yêu thích. Theo lịch vạn niên, Hải Thượng Lãn Ông chỉ ra rằng hôm nay ngày 19 âm lịch, nhân thần ở phía trong xương cung, đầu gối, bàn chân và sau ống chân, tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hỏa, đừng để quá khứ làm hại bạn. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, đã qua rồi, những ngày trong bóng tối. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, hãy tự tin với năng lực của mình. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, có bệnh thì nhất định phải chữa. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, nên mở lòng ra bạn nhé. Con số may mắn 4, 9, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường đỏ, cam. Quý nhân phù trợ người tuổi Hợi, Tuất. Tử vi tuổi Ngọ, tình hình tài chính ổn định giúp tuổi Ngọ có thể sắm sửa, mua sắm hoặc một số món đồ mình yêu thích. Thậm chí lúc này bạn có thể tiết kiệm được kha khá một khoản tiền chuẩn bị cho những kế hoạch trong tương lai. Tuy nhiên, không phải là thời điểm lý tưởng nếu bạn đang có ý định mua sắm, thay mới hoặc nâng cấp các thiết bị điện tử. Đó là những khoản khá lớn, bạn phải lên kế hoạch việc này từ sớm, sau khi để ra một khoản nhỏ mỗi tháng, khi nào đủ thì mua, tránh tình trạng thâm hụt tài chính. Theo nhân thần, ngày 27 tháng 10 năm 2018 dương lịch là ngày can nhâm. Ngày can nhâm không trị bệnh ở thận, vì thế bạn nên có những tác động mạnh tới những vị trí này, làm việc không mong muốn ngày hôm nay. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, Kim, đừng dễ dàng quá sẽ thiếu thận trọng. Tử vi tuổi Bính Ngọ, Thủy, hãy kiên nhẫn đợi thời cơ. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hỏa, cố gắng giữ tâm hồn thanh tịnh nhất có thể. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ, đừng quá phụ thuộc vào ai đó. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc, độc lập quá khiến bạn trở nên lạnh lùng. Con số may mắn 4, 5, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường cam, hồng. Quý nhân phù trợ người tuổi Thìn, Dậu. Tử vi tuổi Mùi, công việc của tuổi Mùi lúc này khá thuận lợi, nhất là chính quan nâng đỡ nên thậm chí có người đạt được danh vọng trong thời gian ngắn.
Có thể người khác tưởng rằng do bạn may mắn, nhưng đó đơn giản chỉ là kết quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ mà thôi. Bên cạnh đó, nhân lúc đang thuận lợi, những ai chưa đạt được mục tiêu hay có được thành công như mong đợi thì bắt đầu lên kế hoạch cụ thể hơn. Bạn nên hoạch định cho tương lai, việc này có thể hỗ trợ bạn trên con đường sau này. Ngày 27 tháng 10 năm 2018 là ngày vãng vong. Ngày vãng vong là một ngày xấu, đại kỵ cho cưới hỏi, thăng quan tiến chức, xuất hành đi xa hay khám chữa bệnh, khai trương động thổ. Vì vậy trong ngày này tuyệt đối không nên làm những việc đó. Tử vi tuổi Ất Mùi, Kim, hãy biết đợi chờ khi cần. Tử vi tuổi Đinh Mùi, Thủy, lo nghĩ làm gì, nghỉ ngơi đi. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, Hỏa, muốn nhìn thấy ánh sáng, bạn phải đi qua bóng tối. Tử vi tuổi Tân Mùi, Thổ, suy nghĩ tích cực, bạn sẽ qua được khó khăn. Tử vi tuổi Quý Mùi, Mộc, sóng gió sẽ sớm qua thôi. Con số may mắn 01. Giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường đỏ, hồng, quý nhân phù trợ, người tuổi Dậu, Sửu. Tử vi tuổi Thân, khối lượng công việc của tuổi Thân nhận được trong tuần này khá nhiều, nhưng đừng lo lắng khi đã có thiên ấn che chở. Đây là cơ hội tốt để bạn thể hiện kỹ năng cũng như trách nhiệm của mình. Thậm chí có những việc khó đòi hỏi sự sáng tạo và chăm chỉ của bản mệnh, nhưng chỉ cần không lùi bước là bạn có thể vượt qua những giới hạn của chính mình. Do đó, nếu làm sai thì thử cách khác, cho đến khi thành công thì thôi nhé, đừng ngại việc phạm sai lầm. Nhờ có tam hợp mà chuyện tình cảm của bản mệnh không phải lo nghĩ nhiều, những ai có đôi có cặp sẽ có thêm cơ hội để thắt chặt tình cảm của mình, trong khi những ai còn cô đơn có thể tìm thấy đối tượng phù hợp. Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy, hãy để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Tử vi tuổi Bính Thân, Hỏa, nhớ tri ân người đã giúp đỡ bạn. Tử vi tuổi Mậu Thân, Thổ, duy trì mối quan hệ dựa trên mong muốn kết nối lâu dài. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc, bạn nên khó ban đầu, dễ lúc sau. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim, nên lo cho sức khỏe của mình đi nhé. Con số may mắn 3, 6. Giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường đỏ, cam, quý nhân phù trợ, người tuổi Mùi, Tuất. Tử vi tuổi Dậu, nhờ chính ấn tương trợ mà người tuổi Dậu được thể hiện năng lực của mình, nhờ đó củng cố hình ảnh bản thân trong mắt mọi người. Hơn nữa, hãy nhiệt tình hơn trong việc giúp đỡ mọi người xung quanh, vì khi đó bạn sẽ cảm thấy cuộc sống của mình ý nghĩa hơn. Tuy nhiên, vì bạn quá hiền, ít phản ứng lại, nên có đôi lúc bị cho rằng chậm chạp và ít chí tiến thủ. Thực ra lời góp ý của họ không hẳn là sai, bạn nên biết tháo bỏ những rào cản mà bản thân đang tạo ra để bước lên những nấc thang mới, nhiều thử thách hơn. Nhờ tác động của lục hợp nên đây là thời điểm hợp tác để bàn bạc những chuyện lâu dài như chuyện làm ăn, kết hôn, cưới hỏi. Ngày hôm nay bạn nên tụ họp với họ hàng, anh chị em trong gia đình, chắc chắn cả hai bên đều có nhiều điều chia sẻ với nhau. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy, nếu lười ra ngoài, hãy ở nhà đọc sách. Tử vi tuổi Đinh Dậu, Hỏa, nhìn thử mặt tốt của người ta xem sao. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ, đừng tỏ ra biết quá nhiều. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc, nhớ kỹ, hành động trước khi nói. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim, tìm cách giải tỏa nỗi lo trong lòng. Con số may mắn 7, 9. Giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường trắng, nâu, quý nhân phù trợ, người tuổi Hợi, Ngọ. Tử vi tuổi Tuất, các vấn đề liên quan đến tài chính và giấy tờ của tuổi Tuất hôm nay sẽ bị đình chỉ do bị thiên quan ngăn trở. Ngày hôm nay của bạn khá bận rộn vì bạn phải xử lý những công việc dở dang người khác để lại. Cẩn thận không tiết lộ thông tin riêng tư cho người khác, nhất là thông tin liên quan đến tài chính và tiền bạc. Nếu không cẩn thận, bạn sẽ buồn bã và thất vọng. Tuy nhiên, đừng để điều này ảnh hưởng và phá hỏng những kế hoạch đang dang dở. Ảnh hưởng của lục xung không hề tốt, vì thế bản mệnh không nên đầu tư, mở rộng kinh doanh trong ngày hôm nay. Hơn nữa, tránh việc chi tiêu quá nhiều cho những việc không đáng. Tử vi tuổi Giáp Tuất, Hỏa, bạn nên tỏ ra dễ gần hơn một chút. Tử vi tuổi Bính Tuất, Thổ, hãy biết tỏ ra bạn là người hữu ích. Tử vi tuổi Mậu Tuất, Mộc, không nên níu giữ những gì không thuộc về mình. Tử vi tuổi Canh Tuất, Kim, chuyện gì đã qua
nên cho qua. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, Thủy nên biết giúp đỡ người khác nhiều hơn. Con số may mắn 3, 6. Giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường đen, xanh dương. Quý nhân phù trợ người tuổi Thân, Tỵ. Tử vi tuổi Hợi, xuất hiện tỷ kiên cho thấy tuổi Hợi có thể vướng vào những tranh cãi liên quan đến tài chính có thể nảy sinh trong gia đình. Cẩn thận khi ai đó có thể hành xử không nhất quán và lợi dụng bạn để tiến lên phía trước. Phụ huynh có thể không đồng ý với những suy nghĩ hiện tại của bạn, nhưng hãy bước ra vùng an toàn của mình và thực hiện điều mình mong muốn. Là ngày cuối tuần, bạn nên có cuộc gặp mặt với bạn bè vì điều này sẽ giúp bạn giải tỏa căng thẳng. Trong tháng này, vị trí thai thần ở cửa phòng và cửa sổ phòng thai phụ, do đó không nên dịch chuyển vị trí hoặc tiến hành tu sửa nơi này, tránh làm động thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Tử vi tuổi Ất Hợi, hỏa, bất cứ ai cũng có thể có điều gì đó đáng cho bạn học hỏi. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thổ, đừng ngại đặt niềm tin vào đối phương. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, mộc, nên giữ sự độc lập khi cần. Tử vi tuổi Tân Hợi, kim, hãy nói lời khích lệ mọi người. Tử vi tuổi Quý Hợi, thủy, nuôi dưỡng sự tự tin để làm việc lớn. Con số may mắn 1, 6. Giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường đỏ, hồng. Quý nhân phù trợ người tuổi Dần, Dậu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình tử vi của Lịch Ngày Tốt. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.